Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Airbus Channel. Như các bạn đã biết, Technopova 2 đã làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong cái phân khúc giá chỉ có tầm 3,5 triệu đồng. Các bạn sẽ có màn hình rất lớn này, các bạn sẽ có một viên pin tận 7.000 mAh và một cái hiệu năng phải gọi là quá ổn áp trong tầm giá. Và kế thừa cái sản phẩm Technopova 2 đấy, sắp tới đây Techno sẽ cho ra mắt sản phẩm Technopova 3. Và mình tin chắc rằng là với sản phẩm Technopova 3 này thì nó sẽ có thêm những sự nâng cấp, và cũng như là nó cũng sẽ về Việt Nam với một cái mức giá cực kỳ tốt cho anh em. Và trước khi bắt đầu video này thì nếu bạn nào đang muốn mua cho mình những dòng điện thoại hàng chính hãng với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại hệ thống của Di Động Việt. Và không để các bạn mất thời gian nữa thì bây giờ mình sẽ tổng hợp những thông tin liên quan đến con Technopova 3 này nhé. Đầu tiên ấy, thì với con Technopova 3 này thì dự kiến nó sẽ ra mắt vào tầm khoảng cuối năm nay các bạn ạ. Đó, còn về cái thiết kế bên ngoài hoặc là option cấu hình thì cũng đã được leak ra rồi. Và nhìn chung ấy, là thiết kế của Technopova 3 này nó không khác quá nhiều so với sản phẩm Technopova 2. Và đối với cá nhân mình thì mình hoàn toàn thích thiết kế của sản phẩm Technopova 2 rồi, và cũng không cần phải thay đổi quá nhiều làm cái gì. Tại vì người dùng thấy nó đẹp thì cứ để yên như vậy, chỉ cần thay đổi một chút về cái hiệu năng, thay đổi một chút về những phần còn lại là quá ngon. Thì với con Technopova 3 sắp tới đây thì nó sẽ vẫn có cho mình cái màn hình là tầm 6.9 inch, độ phân giải của nó sẽ là Full HD+. Màn hình của Techno thì mình thấy có cái điểm yếu là khả năng hiển thị của nó, màu sắc nó không được quá là ổn áp. Nhưng mà trong tầm giá thì mình thấy Techno làm rất là ổn rồi. Nhưng mà trong tầm giá thì chúng ta cũng không thể nào mà chê trách được cái điều này. Và đặc biệt là với độ phân giải là Full HD Plus thì thực sự là trong tầm giá chỉ có tầm 3,5 đến 4 triệu. Hoặc là sắp tới đây nếu Techno có nâng cái tầm giá lên hơn 4 triệu thì mình thấy vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của chúng ta. Và mình hy vọng rằng là Techno sẽ update cái màn hình tần số quét cao 90Hz hoặc là 120Hz thì trong tầm giá có thể con này có thể gọi là vô đối luôn. Những cái điểm khác thì với con Technopova 3 sắp tới thì nó vẫn được trang bị một cụm camera tương tự so với Technopova 2. Chúng ta sẽ có camera chính bao gồm là 48 chấm, có camera 2 chấm, có thể là camera góc rộng, và có thêm cái camera 2 chấm để đo độ sâu trường ảnh, cũng như là có camera 2 chấm để chụp ảnh macro. Mình nhìn vào cái cụm camera 48-222 này thì mình thấy rằng là nó giống cái kiểu là camera chính và 3 camera phụ, chứ không có camera góc rộng. Tại vì thường camera góc rộng sẽ có độ phân giải ít nhất là 5 hoặc là 80 pixel trở lên. Còn nếu mà camera phụ thì nó mới 222 như thế này. Và mình thấy 3 cái camera còn lại nó chỉ mang yếu tố marketing là chính. Và thực sự là camera của Techno thì mình cũng đánh giá rằng là nó không có quá nhiều thứ vượt trội trong cái tầm giá này. Và mình khuyên anh em là nếu cần camera tốt thì không nên mua. Còn về phần mềm thì đương nhiên con này cũng sẽ chạy cho mình một cái hệ điều hành thuần Google. Con này sẽ được trang bị cho mình con chip MediaTek Helio G90. Như vậy là có một sự nâng cấp lớn từ con chip Helio G85 đang có cái sản phẩm là Technopova 2 lên là con chip Helio G90, thì mình thấy đây là một cái sự nâng cấp đáng đồng tiền bát gạo. Tại vì với con chip Helio G90 thì hiệu năng được đánh giá rằng là rất ổn áp, và trải nghiệm game thì mình hy vọng nó sẽ cải tiến và nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng tốt trong cái tầm giá chỉ loanh quanh 4 triệu. Đó, RAM con này thì sẽ được là 4GB, bộ nhớ trong của nó sẽ là 64GB. Được có những cái option cấu hình để anh em có thể là lựa chọn, ví dụ như là 6GB RAM 128, hoặc có thể là sau này sẽ phát triển thêm những cái phiên bản cao hơn. Còn về viên pin ấy, thì chiếc máy Technopova 3 sắp tới đây thì vẫn sở hữu cho mình viên pin là 7.000 mAh. Và mình tổng hợp thông tin thì mình chưa thấy được rằng là nó sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh là bao nhiêu watt, nhưng mình hy vọng là Techno có thể trang bị vào đây công nghệ sạc nhanh 33W để cái quá trình sạc nó trở nên nhanh hơn. Còn thông thường như kiểu con Technopova 2 trước ấy, thì nó sẽ có sạc nhanh tầm 18W, và trong tầm giá đó thì 18W thì mình thấy cũng ổn rồi. Và về phần mức giá thì theo như mình tìm hiểu, bên Ấn Độ đang bán con Technopova 2 với mức giá là 13.499 rupee. Và con Technopova 3 này theo như những thông tin mà leak ra ấy, thì nó sẽ được bán mức giá là 14.666 rupee. Tức nghĩa là có thể mức giá của nó sẽ tăng hơn khoảng tầm 500.000 so với cái thế hệ Technopova 2. Như vậy là khi mà những đợt sale mà khi nó về Việt Nam thì mức giá có thể nó sẽ nằm ở khoảng tầm là 4 triệu đồng đến là 4,5 triệu đồng cho từng cái phiên bản khác nhau nha các bạn. Ok,
Và mình nghĩ rằng đây cũng là một cái sản phẩm có thể gọi là ngon trong tầm giá của nhà Techno. Còn những sản phẩm trước đây và những sản phẩm mà Techno có bán ở Việt Nam thì mình thấy rằng là nó không có quá nhiều thứ nổi bật, như kiểu là con Techno Spark hoặc là như kiểu là con Techno cái gì mà Power 5 hay gì gì ấy. Nói chung là mình thấy những con đấy thì cái trải nghiệm về phần cấu hình rồi về các kiểu trong tầm giá của nó thì không thực sự là quá tốt. Ok, đây là một cái video mình tổng hợp về con Techno Pova 3 dự kiến sắp được ra mắt vào tầm cuối năm hoặc là đầu năm nay, và cũng như mức giá bán dự kiến tại Việt Nam nó tầm 4 đến là 5 triệu đồng cho các bạn. Và các bạn nghĩ sao về con máy này? Và nếu như về Việt Nam với những sự thay đổi rất là nhỏ như vậy, chỉ thay đổi lớn nhất là về cái phần cấu hình thôi, thì các bạn có lựa chọn cái sản phẩm Techno Pova 3 này hay không, hay là sẽ lựa chọn những sản phẩm như là Redmi Note 11 vân vân, thì có thể là để lại cho mình một ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video nhé. Và thêm một thông tin vui cho các bạn là sắp tới Redmi Note 11 series cũng sẽ được mang về Việt Nam, nên là anh em hãy chờ đón nhé. Ok, video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye anh em.